Chào mọi người, tôi lại tiếp tục trở lại với lại bản tin của Ethereum. Ethereum thì cũng chịu một cái tác động rất là mạnh khi sụt giảm ở cái vùng cao trong biên độ hẹp, đó là cái mức chinh phục từ 1081 ở trên này xuống thấp nhất của ngày hôm qua, cũng giống như sóng Bitcoin là 907. Bởi vì thị trường tiền số cũng đã được rất nhiều cái tin xấu của ngày hôm qua. Tại phố Wall là Bukova, đúng không ạ, nhận định sự sụp đổ của Bitcoin cũng như là tiền số. Chính vì thế nên là gì, nó có sự tác động rất là mạnh khi mà sụt giảm với cái phân tích cơ bản. Vậy thì ông ta nói rằng, tôi tự hỏi, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe thấy cụm từ nới lỏng định lượng thì số liệu thì liệu có tiền số hay không. Tức là gì ạ, ông ta đồn đoán rằng một cái sự tăng lãi suất cũng như là một số các cái việc đổ lỗi cho các ngân hàng trung ương, bao gồm các cục dự trữ liên bang Mỹ, đã góp phần thổi lên một cơn sốt tiền số. Chính vì chính sách nới lỏng tiền tệ vốn được thiết kế để giảm thiểu các động tác tiêu cực của tài chính toàn cầu, khi mà cái cụm từ nới lỏng định lượng là thường xuyên xảy ra để điều tiết cái đồng euro, đồng USD đấu với cái đồng euro và bảng Anh. Thế thì tự nhiên là trong cái xã hội thì đồng tiền đô la, người ta có nói rằng là đô la hoa hồng vẫn là hoa hồng và đồng đô la thì có giá trị riêng của nó. Chính vì thế nên là rất nhiều các cái tin tức làm cái cục dự trữ liên bang Mỹ để căn chỉnh làm sao cho được cái việc mà lưu thông tiền tệ cũng như là dự trữ một cách hài hòa, tránh cái cuộc khủng hoảng tài chính. Thế thì từ những cái việc nới lỏng định lượng nó khiến ra, nó tạo ra một cái mô hình mới, cũng giống như là tạo ra rất nhiều cái sức ép, nên nó phải có một cái cuộc cách mạng làm cho sự ra đời của một cái dạng thanh toán mới. Vậy thì Ether, Bitcoin và Litecoin là một trong những cái đồng tiền xuất hiện cùng với lại các cái chủng về coin rất nhiều, khiến cho thế giới bắt đầu đồn đoán ra rất nhiều cái biến dạng sau này. Thế thì ông ta nói rằng là cái việc mà chúng ta đang cầu toàn và đưa ra rất nhiều các cái mô hình để có thể đầu tư, nhưng ông ta lại nói rằng là cái này là cơ hội trồng cơ hội, người này đầu tư trước thì thấy lợi thì đến người sau, cứ như vậy tạo ra một cái mớ bong bóng, và ông ta dự đoán là gì ạ, tiền số sẽ xuống. Theo ông ta, một thị trường khi tiền số xuất hiện rạn nứt thì thái độ của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro sẽ thay đổi. Thị trường chứng khoán có thể bị ảnh hưởng, nhưng đó chỉ là yếu tố tâm lý chứ không có chút gì liên quan đến các yếu tố cơ bản và nền kinh tế bất ổn. Đó là một trong những cái yếu tố mà ông ta đưa ra. Vậy thì Ether và Bitcoin đã chịu cái tác động là gì ạ? Sự sụt giảm. Chưa kể đến cái vấn đề Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đang đưa ra những cái yếu tố là tôn sùng cái đồng tiền của mình thay vì Bitcoin và Ether. Do đó là gì ạ? Thị trường vẫn đang hỗn loạn, đưa ra các cái thông tin. Nhưng theo phân tích kỹ thuật thì ở cơ bản nó đã sụt giảm, thì theo kỹ thuật thì nó vẫn đã hồi về điểm giữa của Bollinger Band rồi sẽ xuống tiếp. Do vậy Ether lúc này cũng đang đồn đoán một cái sự sụt giảm ở vùng 750. Thì đây là yếu tố quan trọng nhất để chúng ta có thể dự đoán. Tuy nhiên nếu trong trường hợp kịch bản thứ hai là gì ạ, giá ngày hôm nay lực mua của Trung Quốc và Hàn Quốc để mua ISO rất tốt. Nếu trong trường hợp lên trên AMA Ichimoku, nó sẽ chinh phục cái mức ngày hôm qua. Chinh phục mức ngày hôm qua tức là vùng 1068, 1081 thì nó có thể dẫn đến Ether lên cao. Chúng ta đã biết rằng là gì ạ? Các cái thuyết âm mưu đưa ra rất nhiều các tin đồn, đưa ra rất nhiều các cái bản tin để hạ nhiệt của đồng Bitcoin, đồng Ether. Nhưng nếu trong trường hợp là Bitcoin vẫn đứng vững, cụ thể là cái mức cản của Bitcoin là 10.000 và mức cản cứng của Ether là 1.000, thì chính vì thế nên là nếu trong trường hợp nó vẫn đứng vững thì tôi cho rằng là nó vẫn có thể hoàn toàn giúp cho chúng ta đa dạng hóa niềm tin cũng như là đa dạng hóa danh mục của chúng ta. Do vậy trong ngắn hạn Ether vẫn tác động giảm trong ngày hôm nay, vẫn tác động giảm. Thứ hai nữa là nếu trong trường hợp vượt lên thì nó có thể vượt lên trên đám mây Ichimoku để đi lên vùng 1081. Trong trung hạn chúng ta nhìn thấy ADX vẫn đang yếu ớt, Bollinger Band bắt đầu thắt chặt, giá đang nằm dưới của đám mây Ichimoku. Do vậy cái việc mà điều chỉnh lên và điều chỉnh về đường giữa của Ichimoku là một trong những cái điều mà chúng ta kỳ vọng tới. Tuy nhiên tôi vẫn thiên về giá trong trung hạn đi ngang trong lúc này, củng cố về ADX rất là mong manh. RSI chưa vào vùng mua, do vậy là cái việc mua là hiện tại đang chưa có mà nó đang đánh xuống. Trong dài hạn thì chúng ta nhìn thấy là Ether vẫn đang ở vùng mua,
cái thơ vùng Ichimoku bắt đầu gì ạ, dày ra. Thứ hai nữa là gì ạ, giá có phải xu hướng đi về đường giữa của Bolingoben, đặc biệt là gì ạ, về giữa của đám mây, khiến cho là vùng 895 cũng là một khu vực mua tốt. Vì gì ạ, vì nó đang nằm ở đường giữa của Bolingoben, do vậy tôi vẫn thiên về Ether trong dài hạn, vẫn đang là một kênh mua rất tốt. Chúng ta sẽ bắt đáy Ether để chúng ta mua ICO rồi tích trữ. Vì Warren Buffett cũng đang đồn đoán và đánh giá là Ether một đồng tốt, nó có thể đến 4.000 trong năm 2018. Do vậy, cái niềm tin đối với Ether của tôi vẫn còn nguyên, và mong rằng mọi người có những cái cách để chúng ta lưu trữ Ether để đa dạng hóa một coin khác bằng các cái ICO ở cái mức là giá dưới 1.000. Do vậy là việc mua ICO có thể được kích hoạt, thay vì nó lên 1.300, 1.400, việc mua ICO rất khó và khó lãi. Khó có lãi bởi vì sao ạ? Bởi vì giá Ether rất là cao mà ICO ở các cái con coin khác nó rất là thấp. Chính vì thế nên là gì ạ? Chúng ta mua hậu ICO sẽ tốt hơn trong trường hợp giá Ether lên trên 1.000. Do vậy đây là một những cơ hội để chúng ta mua Ether vào. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo.